Vâng, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Shop Hàng Bãi. Đấy, hôm nay lại tiếp tục lên cho bác những sản phẩm về bên hàng đồng hồ Nhật Bãi này. Đấy, hôm nay trước mắt các bác là một con Nationa nhé các bác nhé. Đấy, hàng cơ, hàng Nationa này. Đấy, thì đầu tiên các bác lướt qua kênh thì ủng hộ cho em xin một nút like nhé. Đấy, một nút đăng ký kênh, một nút chia sẻ kênh. Bác nào đăng ký kênh rồi thì bấm cho em nút chia sẻ này. Đấy, các bác nhé. Xin chân thành cảm ơn các bác. Và trong video có sản phẩm nào các bác quan tâm thì liên hệ trực tiếp cho em số điện thoại là 0818 132 198 các bác nhé. Đấy, 0818 132 0818 132 198. Đấy thì các bác cứ liên hệ trực tiếp cho em. Còn số đó cả Zalo luôn. Thì con này là con Nationa này. Con này thì nó có cái vỏ của nó thì chất liệu của nó thì bằng trước nó bằng nhựa nhé các bác nhé. Đây nó bằng nhựa này. Đấy. Chất liệu của nó bằng nhựa, còn đằng trong này gỗ, thùng này thùng bằng gỗ nha các bác nhé, thùng bằng gỗ này. Đấy, dùng cho bác là hai quả pin đại, quả lắc này quả lắc kiểu lắc lắc tạ lắc tròn này. Đấy, con này có cả lịch luôn các bác nhé, có cả lịch luôn này đó, ngày tháng và lịch ngày đấy, và lịch tuần này. Đấy, có cả cái tuần hàng Nationa của Make in Japan các bác nhé, ABC của ABC. Đây cái này của nó là tròn giờ nó mới điểm nhá. Còn này cái này thì 30 phút nó không điểm đâu. Đấy. Đó. Đấy, lắc này vẫn đang dùng bình thường, đang lắc bình thường cho bác này. Đấy. Con này thì nó có cái thước này. Đó, thì con này đấy chuông chiếc là vẫn còn báo bình thường nhé con nhé, chạy vẫn hoạt động tốt. Con này có chiều cao của nó là 42 cm và chiều ngang của nó được 25 cm. Mặt vuông của nó, mặt cũng là khá vuông nhé. Đấy, con này cũng là khá cổ, khá vuông. Số nổi kim thì dùng cho hai kim thôi. Đấy, dùng hai kim, quả lắc thì quả lắc tạ nhé các bác nhé. Đấy, rồi các bác quan tâm thì lên mã cho em này, con này này mã số hôm qua là mã số bao nhiêu nhỉ? Con mã số 50 nhỉ. Con 50 các bác nhé. Hôm nay lên mã 51 này. Đấy, con mã số 51 nhé, mã xả 51 này. Đấy. Xả 51 nhé. Con này thì em đang gửi đến cho các bác là mới giá là 1.300.000. Đấy, 1.300.000 nhé. 1.300.000 với con xả 51 nhá. Đấy. Của nó thì cách thức của nó thì gửi đến cho con là 1.200.000 thôi, 1.200.000 thôi các bác nhé. Đấy. Con này thì nó bằng chất liệu là vỏ nhựa các bác. À cái thùng này bằng gỗ, còn cái mặt đằng trước này nó bằng vỏ nhựa nhé các bác nhé. Đó, 1.200.000 cho bác. Có nào lên ưng con nào, con Nationa thì lên mã cho em này. Xả 51 1.200.000 nhé các bác nhé. Đấy, chiều cao của nó thì được 42 cm và chiều ngang của nó 25 cm. Bề dày của thùng được 10 cm các bác nhé. Bề dày của thùng được 10 cm. Dùng cho bác là hai quả pin đại. Đấy, dùng hai quả bi đại cho các bác này. Đó, rồi các bác quan tâm thì lên mã cho em nhé, lên mã cho em con mã xả 51 này. Đây, mã xả 51. Mã xả 51. Rồi đến một con tiếp theo là con này là con Smartwatch, con Senko mà nó dùng cho các bác là hai quả pin chung các bác nhé, hai quả pin chung này, hai quả pin chung và một quả pin tiểu. Con này thì nó bị mất quả lắc rồi này các bác ơi. Đấy, mất quả lắc nhé. Con này thì nó dùng sóng radio. Đấy, dùng sóng radio, con này đang dò sóng rồi. Đấy. Cái này thì chức năng của nó thì hoạt động thì vẫn là đang bình thường hết, thì mỗi tội là thiếu mất quả lắc thôi. Đấy, con này thì nhạc nhẽo là rất là ok. Đấy, vẫn đang nhạc rất bình thường. Nó có chế độ tắt nhạc ban đêm nhá. Có hiệu ứng ánh sáng, đây là có cái mắt thần đây để nó hiệu ứng ánh sáng này. Đó, để khi mà ban đêm thì nó sẽ tắt, nó không hoạt động nhạc nữa. Thì bác có thể là trong phòng mà thiếu ánh sáng nó cũng không phát nhạc được đâu. Đấy.
Con này thì con này chiều cao của nó được đi 47cm và chiều ngang của nó được 28cm các bác nhá. Đấy, dùng cho bác hai quả bên trung mà một quả bên tiểu. Đấy, con này thì dùng sóng radio. Nếu bác nào mà nhìn cái cách thức của nó mà ví dụ như nó không có quả lắc này thì các bác ưng thì cứ lên mã cho em nhé. Đấy, lên mã cho em. Con này là mã số 52. Mã số 52 nhé. Đấy, mã xả 52. Con gửi đến các bác là 500.000 nhá. 500k cho mã xả 52 này nhá. Đấy, còn kích thước nhìn rất đẹp, mỗi điều thiếu quả lắc thôi. Đấy, mỗi thiếu cái quả lắc cái này thôi. Rồi các bác quan tâm thì lên mã cho em mã xả 52 nhá. Mã xả 52. 500.000 mã xả 52. Đấy. Mã xả 52, 500.000. Rồi lên một con bát giác cho bác, con này bát giác, con này dùng sóng radio này. Đấy. Dùng hai pin các bác nhé, dùng hai pin, dùng hai cái pin tiểu. Không thấy nó chạy các bạn. Không thấy chạy. Con này có hai nút mà cho pin mà không thấy nó chạy này. Không thấy chạy đâu. Nó lên mã này mà các bác nào mà ưng thì cứ bảo gửi con này nhé. Đấy, các bạn nào về bác sửa chữa rồi lấy máy báo em. Đấy, thôi bỏ qua con này đi. Con này nếu bác nào mà thích thì cứ báo em, còn không thì bỏ qua. Em lại thanh lý cho các bác bên sửa chữa nhé. Rồi, tiếp đến một con này là con Citizen. Con Citizen này mặt của nó mặt gỗ nhé. Đấy. Cái khung hình của nó mặt của bằng gỗ này, sơn một cái lớp bóng gì nó rất là bóng luôn các bác nhé, bóng lưỡng luôn đấy. Các bác nhìn chưa? Đó, nhìn nó rất bóng luôn con này. Con này thì số nổi kim nảy nhé các bác nhé. Rồi kim thì kim hoa, dùng một quả pin tiểu thôi các bạn, một quả pin tiểu thôi. Đấy, con này thì nó có chiều cao của nó này. Chiều cao của nó là 33cm và chiều ngang của nó là đi 35cm. Đấy. Kim nảy số nổi nhá. Dùng một quả pin tiểu. Con này thì hiện trạng của nó thì vẫn là tương đối đẹp luôn đấy các bạn. Đấy, tương đối đẹp luôn. Đây có mỗi chỗ này là góc này bị sứt này. Bị sầy sức nhẹ. Đấy, bác nhìn rất bóng luôn, bác nhìn rất bóng này. Bác nhìn chưa? Đó. Rồi con này thì có lên mã cho em nhá. Đây, đằng sau nó là nhà đây. Đằng sau của nó là dùng một quả pin tiểu như này. Đấy. Lên mã gương con này là mã số 53. Xả 53. Con này em gửi đến các bác là với cái giá ưu đãi luôn. 350.000. Đấy, 350.000 rất là bèo luôn nha các bác nhé. 350.000 cho một con mã xả 53 này. Đấy. Mã xả 53. 350.000. Rồi lên một con này là Citizen nhé. Đấy, con này con Citizen mặt kính mo này. Dùng cho các bác là đi 4 quả pin chung luôn các bác nhé. 4 quả pin chung luôn. Đó, 4 quả pin chung nhé. Con này có nắp pin vẫn đầy đủ nhé các bác nhé. Đấy. Con này chỉnh giờ bằng tay. Chỉnh giờ lấy giờ bằng tay ở đây. Đấy, em sẽ chỉnh cho nó đến đây là có giờ này. Đấy, đấy em chỉnh giờ bằng tay như này. Đó, đấy là chỉnh giờ bằng tay. Còn cái nhiều con nó sóng radio thì lại có cái nút radio cơ. Đấy, con này thì đây em đã test cái vấn đề nhạc nhẽo cho bác nhá, cho bác nghe này. Đấy. Đó, nó vẫn hoạt động bình thường nha các bác nhé.
Con này thì nó có cái đường kính của nó này. Kích thước của nó là đi chiều cao là 41,5 cm và chiều ngang của nó được 37 cm. Đó. Hoạt cảnh có lắc và hoạt cảnh vẫn chạy bình thường, đồng hồ vẫn chạy bình thường. Giờ đấy là test nhạc, bây giờ em sẽ test đến tròn giờ nó đổ chuông thì tức là đồng hồ vẫn đang chạy bình thường nhé các bác nhé. Đó. Mình sử test chuông mà nếu mà nó chạy là đồng hồ vẫn sống bình thường, đang chạy, đấy, đồng hồ vẫn đang nhích nhé các bác nhé. Đấy, kim vẫn đang nhích này. Đó, thì có lên mã cho em con này nhé, con này mã số 54 này. Đấy. Xả 54 này. Cái này gửi đến các bác 700.000. 700k cho mã xả 54 nhé các bác nhé. Đấy, mã xả 54 700.000. Đấy rồi, các bác quan tâm lên mã xả 54 700.000 nhé các bác nhé. Con này dùng 4 pin chung. Dùng 4 cục pin chung. Rồi lên một con Senko này, con này vỏ gỗ mà rất dày, nó rất nặng các bác nhé. Con này thì dùng cho các bác là đi cái này 3 quả biên tiểu cơ, dùng gì lắm 3-4 quả cơ. Mình không thấy chạy các bạn. Mình không thấy chạy. Nó chạy bỏ ra nhưng mà các bác nhá. Đấy, bỏ ra. Con này dùng 4 pin mà nó chạy, nó có nhạc luôn đấy các bác nhá. Có nhạc mà nó lại không chạy này. Đấy, có nhạc đấy. Con này có nhạc luôn mà không chạy. Rồi lên nữa một con này, con Casio này. Con Casio này là dùng cho bác là một quả pin tiểu này, hai quả pin chung. Con này rất nặng các bác nhé. Con này nó có hai cái bảng đồng hồ điện tử này. Đấy, không biết trên đồng hồ gì, còn dưới này đồng hồ giờ. Cái này em lấy giờ thì nó rất là hay. Các bác khi nó dò sóng là các bác lấy giờ ở cái thằng này xong đã. Giờ bắt đầu thằng này, cái thằng kim này nó lấy, nó dò theo đúng cái giờ của mình lấy ở đây. Đấy, các bác nhé, nó rất hay. Đấy, đây là đây, nó bằng này nút này. Đấy, nó bằng nút này, nút này lên nút giò nhé, nút này nút giò này. Đấy, bấm xong là lên xuống ở cái này. Đấy, đây này. Đấy, nó nhảy ra, đang nhảy lên cái chỗ chỗ giò sóng kim đồng hồ, đây là nó đang giò nhé. Đấy, mình bấm, ví dụ mình bấm vào bấm hoạt động giò là nó sẽ giò. Đấy, nó sẽ giò cho các bác. Đấy, cái này nó rất hay. Đấy, các bác nào mà cái món này mà các bác thông mạch về cái món này nữa thì lại rất hay về để mình nghiên cứu để lấy giờ chất. Con này thì nó có cái đường kính của nó 33 cm các bác nhá, 33 cm. Đấy. Con này hàng Casio. Hàng Casio. Đấy. Đây máy đằng sau đây, còn rất là đẹp luôn các bác nhá, còn rất là đẹp luôn, máy móc rất là ok. Đấy. Con này không biết nó có chuông nhạc gì không mà nó lắm, nó nặng này, nặng nặng này, ở trong này thì có cái màng màng chỗ này, nó giống như loa các bác nhá. Đấy. Không biết nó có nhạc gì không, nhưng mà đến giờ thì nó không thấy nó phát nhạc hay làm sao em không biết, chắc không có nhạc đâu con này, tại vì nó không có cái nút test thì không có nhạc, mà cái ký hiệu đằng sau này cũng không có chỗ nào để nó ký hiệu về vấn đề nhạc cả. Đấy, cho nên là chắc không có nhạc đâu. Đó. Rồi các bác nào mà quan tâm lên cái mã này cho em này, đấy, lên cái mã này nhé. Cái đường kính của nó thì được 33 cm, đường kính của nó có 33 cm. Rồi các bác quan tâm lên mã cho em, mã này là mã số 55, mã số 55 nhé các bác nhé. Xả 55 này, đấy, xả 55 này thì gửi đến cho bác là con này 650.000.
cho mã xả 55 này nhá. Đấy, 650.000. Đấy, đồng hồ vẫn sống tất nhá các bác nhá. Hai đồng hồ vẫn sống tất, ba đồng hồ, cả đồng hồ này cũng vẫn sống, nhưng mà là em không biết cách dò của cái thằng này. Đấy, em chỉ bấm được cái số ở đây là nó nhảy lên thôi. Còn khi mà mình tháo pin ra mình cho vào là ở đây nó là đầu tiên ở trên này. Ở trên cái mã trên này là nó có cái bảng số, nhưng mình bấm mà nó lại nhảy xuống đây. Đấy. Thì bác cứ tham khảo quan tâm con này thì bác cứ liên hệ trực tiếp cho em nhé. Đấy. Mã xả 52 650.000. Rồi đến một con này là con Lamen. Đấy, con Lamen của Mỹ Japan này. Con này thì nó có cái con này thì bắt giáp nhé. Đấy, con này dùng cho các bác là một quả pin đại này. Đấy, một quả pin đại như này nhé các bác nhé. Một quả pin đại này. Đấy. hai gông hai búa này, đánh gông đồng nhá, quả lắc đây nhá. Đấy, em sẽ test cho các bác đây. Dùng là pin đại luôn. Con này mở mặt ra để các bác chỉnh giờ, chỉnh ở tay đấy cũng được. Đấy, cái này em chỉnh cho đến giờ. Đó, đây là nửa tiếng này. Con này đang bị ấy, đang bị sai kim rồi. Con này có sai kim rồi. Đấy, con này đang sai kim nhé. Thế là 10 đúng rồi đấy Quang nhá. Nãy là nó bị sai ở cái vấn đề là mình vặn nó nhanh quá, là nó đi nó đánh không kịp. À, thế là vẫn đúng đấy, cũng đúng 10 giờ 10 tiếng đấy. Bây giờ đánh em tỉnh lại. Đấy, 10 rưỡi này là một phát này. Đấy, lên đến 11 giờ Quang nhá. Tại mình vặn nhanh quá là nó không nhảy đánh răng kịp. Đấy. Đấy, mình đang ở 11 rưỡi, mình đẩy lên phát lên đây nó nhanh quá, nó không ấy được sao. Đó, 12 là chỉnh sang phát nữa này. 12 rưỡi. Một này. Một rưỡi này. Đấy, chắc là đi vào làn nó đi vào đấy. Được đúng giờ đấy các bác nhá. Đấy, đúng giờ đấy, nó đi vào làn đấy. Nãy mình vặn tốc hành quá cho nên nó không vào được làn. Đấy, rồi các bác quan tâm mình lên mã cho con này nhá. Con này con bát giác này, con bát giác này thì nó có cái chiều cao của nó là đi được 46 cm 5, còn cái bát giác của nó là đi được 30 cm các bác nhá. 30 cm bát giác. Còn đường kính của cái mặt đồng hồ này thì được có 20 thôi các bác nhá, được có 20 thôi. Tổng ngoài là 22, còn lòng trong này được có 20 thôi. Đấy, tổng của cái viền ngoài được 22. Còn con này thì em báo cho các bác là cái vấn đề ở đây thì cái màu vàng này, nhũ này, đấy, nó đang xỉn màu ra như này. Đấy các bác nhá.
đấy, tại vì nó là hàng bãi, hàng mủng này nó bắt buộc nó phải có cái vấn đề nó cũ rồi, nó cũ nó ấy rồi chứ không phải là còn bóng sáng láng nguyên được các bác nhá. Đấy. Cái này thì đây này, đây là em cạo ra đây, em cạo nó cũng ra đây này các bác nhá, đây này nó cũng ra chứ không phải nó dỉ đâu, nó bẩn với tôi các bác, không nó dỉ đâu. Đấy, cái này mà các bác mà có cái bị đánh là nó ra hết đây này, đấy các bác nhá, chứ không phải là nó cũ thế đâu, không phải dỉ đâu. Đấy, rồi các bác quan tâm thì lên mã cho em nhá, mã này mã số con mã số 55 nhá, à 56 nhá, con mã số xả 56 này, con này thì em đang gửi các bác là 1.1.000 này, 1.100.000 các bác nhá, 1.100.000 cho mã xả 56 nhá, mã xả 56 1.100.000. Rồi bác lên cho bác một con mã này, mã 57, con này thì hoa lá cành bằng gỗ nhá, con này bằng gỗ này. Đấy, con này bằng gỗ, con này dùng cho bác một quả pin tiểu này. Đấy, quả pin tiểu. Pin này pin của người ta, chắc hết pin rồi. Kẹt tim. Nó còn nguyên bụi luôn nhé, còn đang rất là dơ, còn nguyên bụi này. Đấy, con này thì nó có cái thống chiều cao của nó là đi 41 cm. Đấy, con này 40-41 cm tất nhé. Đấy, nó là hoa lá rồi, nhìn nó kiểu nó rộng rãi, nhưng nó chỉ nhìn tầm cỡ 40 thôi, nó 40-40 cm thôi. Đấy, con này thì một máy dùng một quả pin tiểu này. Đấy, dùng quả pin tiểu như này các bác nhé. Đấy, máy dùng quả pin tiểu, máy này thì máy của Japan, đấy, Make in Japan đây nhé các bác nhé, nó có mà Make in Japan rồi. Đấy, con này thì các bác nào tham khảo chơi thì bằng gỗ lạt thì các bác cho vào những cái chỗ đồ gỗ các bác là cũng được. Đấy, con này thì lên mã ra một con mã số 57 nhá. Đấy, con mã 57 này, con mã 57. Đấy, gửi đến cho các bác là đi con này 350. Đấy, mã xả 57 là 350 nhá, 350. Đấy, 350 là con mã 57 này. Đấy, các bác nhá, 350 cho các bác nào mà lấy con này là 350 này. Đấy, bằng gỗ nhá, nguyên gỗ nguyên luôn nhá. Đấy, đục gỗ nguyên, nó đục này. Đấy, các bác nhá. Rồi một con Senko này, một con Senko, con này là dùng một quả, hai quả pin tiểu các bác nhé, hai quả pin tiểu. Đấy, một quả pin dùng cho máy, một quả dùng cho cái kinh khí cầu này lắp này. Đây, quả kinh khí cầu nó lắp này. Đấy, con này dùng có hai kim các bác nhé, dùng có hai kim thôi. Đấy, dùng hai kim. Nó lắc này, đang kẹt này. Đấy, kẹt con kính gầu này, kẹt. Đó, thì con này thì các bác lên mã với em này, con Senko này nhá. Con Senko này nó có cái chiều cao của nó này. Con này máy đồng hồ và cái kính cầu kia vẫn nó lắc bình thường nhá. Con này 35 cm chiều cao và chiều ngang của nó là 27 cm. Đấy. Và lên mã ra là mã 58 này. Đấy. Xả 58 này, gửi đến bác 200.000 nhá, 200k cho con này nhá. Đấy, 200k cho con 28 và cho con 58 này nhá. Đấy. Dùng một hai quả pin tiểu này. Đó. 58 này. Rồi, mã 59 nhá. Con này con xả ôn, con này thì dùng cho bác là 4 quả pin chung. Đấy, dùng cả 4 quả pin chung này. Con này thì điều chỉnh giờ bằng tay. Đó. Đó. Xoay luôn, hoạt động luôn. Đó.
này để em nó hết nhạc em sẽ điều chỉnh cái giờ cho nó tròn giờ nó phát nhạc nhé các bác nhé. Đấy. Cái con trụ cái đầm xoay này thỉnh thoảng nó cứ mắc của pin nó không có xoay ấy. Đấy giờ xoay bình thường đấy nhé các bác nhé. Đấy xoay ngon luôn đấy. Đấy nhạc nhẽo là test ok hết. Đấy, xoay mạnh luôn đấy các bác nhé. Nó bị lỏng pin ấy, lỏng chân pin ấy. Con này thì được 43 cm nhé, chiều cao 43 và chiều ngang của nó được 34 cm. Đấy hoạt động bình thường các bác nhé. Con này thì gửi đến các bác là con mã số 59 này, xả 59 nhé. Con này gửi bác là 550 này, 550.000 các bác nhé, 550.000. Đấy các bác nào thích những dòng này thì bác cứ lên mã cho em nhé, 550.000 mã xả 59 này. Rồi đến con này nữa, con này nhá. Đấy, con này là con để bàn này. Rồi tiếp con các bác con để bàn này. Đấy, con để bàn hiệu của nó hiệu Senco các bác nhá. Đấy, hiệu để bàn Senco này. Con này thì rất là nặng các bạn, bằng chất liệu bên hông này thì bằng kim loại này các bạn, bằng nhôm hay bằng cái gì rất là nặng luôn. Rất là nặng luôn các bạn. Còn đây đằng dưới này thì bằng gỗ rồi. Đấy, còn hai bên này thì ở đây thì nó bằng cũng kim loại này. Đấy, còn đằng trước này là kính, đằng trước này là kính nhá. Đấy, con này rất hay luôn. Con này nó có 4 cái viên giống như kiểu viên đá này. Đấy, nó quay trên một cái nền nghiêng nhá, cái nền nghiêng là nhìn rất hay luôn đó các bác, nhìn cho nó quay này đó. Con cây quần cải cận cảnh này cho các bác nhìn nhé, con này rất sáng đẹp luôn. Đó, nó đang xoay cái bốn viên đá này, bốn viên ngọc này. À, con này thì nó có cái chiều cao của nó nhé, chờ đo chiều cao cho bác này. Chiều cao của nó là đi được 28,5 cm và chiều ngang của nó được là đi 22,5. Cái này thì nó có cái hình giống như kiểu là hình thang ấy. Đấy. Đấy đây chứ đằng sau nó vuốt về đằng sau này. Đấy, đằng trước này là thì nó mo nhá. Đấy, kính này kính mo luôn này. Đấy, kính mo vòng như này nhá, chứ không phải phẳng đâu. Nó mo này. Đấy, bằng kính mà mo như này luôn nhá các bác nhá. Đó. Con này nhìn cũng rất là chất luôn. Máy móc ok nhá, hoạt động bình thường luôn. Đấy, máy móc là hoạt động bình thường luôn cho các bác. Đây đồng hồ vẫn đang chạy. Đó thì đang hoạt động bình thường cho các bác nhá. Đấy, các bác quan tâm thì lên mã cho em này. Mã này con này mã số 50, mã 50 nhá. Mã xả 50. Đấy. Xả 50. Đấy, con này thì em đang gửi đến cho các bác, con này làm giá là đi 800.000 nhá các bác nhá. Đấy, 800k cho con mã xả 50 này. Rất là đẹp luôn và rất là nặng luôn các bác nhá. Đấy. Con này thì hàng nó chứ là ở hàng em này nó là hàng nguyên bụi về lắm, chả chỉ có là lau sơ để lên video chứ còn không về không chưa có tốt tát gì nhá. Đấy và về là vẫn là xài bình thường luôn, ngon lành luôn. Đấy, các bác quan tâm lên mã xả 50 800.000. Rồi tiếp tục lên một con này là con Master. Đấy, con Master Lauren. Master Lauren máy của Nhật nhé, đây hàng của Nhật luôn nhé. Đấy, con này thì nó bằng chất liệu bằng gỗ này, bằng gỗ thịt luôn. Đằng sau này thì nó sẽ có cái cánh mở ra để cho các bác thay pin trong này. Đấy, đây là cái hoạt động của nó trong này đây. Có cái đầm xoay đây, này đầm xoay đây là phải để thẳng nó mới xoay nhá. Đấy, còn cái này là chỉnh giờ này, thay pin ở trong này. Đấy, dùng một quả pin tiểu nhá. Đấy các bác. Đó, nó như này có nam châm nó hít vào là bỏ vào, nó hít vào luôn đấy các bạn, không phải gài gì đâu. Đó các bạn. Đấy, đầm xoay vẫn xoay bình thường các bạn này.
Rồi, con này thì nó có cái chiều cao của nó được đi 22 cm và chiều ngang của nó được là 16 cm. Đó, còn cái phần đồng hồ, mặt đồng hồ này, này chỗ này thì được có là đi 9 cm thôi, đường kính của nó 9 cm mặt đồng hồ nhá. Đấy, đầm xoay vẫn đang xoay bình thường cho các bác. Con này các bác lên mã cho em là mã số 51 nhá. À 61 chứ, em nhầm đấy, 5960. Con này là mã 60. Em nhầm nhá, mã 60 này. Đấy, mã 60 nhá. 59 rồi lại đi 5 lại 50 nữa thì em chết rồi. 59 giờ đến 60 này. Đấy, con mã 60 800.000 nhá các bác nhá. Em nhầm. Mã 60 là 800.000. Rồi đến mã này là mã 61 này, mã xả 61 nhá. Xả 61 này. Con này gửi đến các bác là 500.000. Đấy. 500.000 cho con xả 61 này nhé. Rồi các bác quan tâm lên mã ra xả 61 500.000. Rồi lên một con nữa, con này là cái hình của nó là giống như một cái ngôi nhà này. Đấy, giống cái ngôi nhà luôn, mà trong này thì nó lại có một cái để móc chìa khóa hay là móc đồ trang sức cái gì đó này. Đây thì nó còn cái giấy khai sinh này, đấy, các bác nhé, giấy khai sinh, giấy hướng dẫn này. Đấy, để làm gì, làm móc đâu hay quặc đâu như nào hay lắp ráp đấy các bác nhé. Trong này nó vẫn còn đấy nha, con này rất là mới luôn, rất là mới luôn, trong này vẫn còn mới cáu cao luôn. Đấy, trong này không biết là nó làm cái vỉ này không biết bằng vàng hay bằng đồng đây. Đấy, nếu bằng vàng thì đẹp quá nhỉ các bác nhỉ. Đấy, rất ok luôn, vàng chóe chọe luôn. Trong này vẫn cái thảm nhung này, đấy, thảm nhung nhìn rất là chất lượng luôn. Thảm nhung đỏ này nó đi với màu vàng rất hợp. Đó, nó có cái khay để kéo ra kéo vào này. Đấy, các bác nhìn thấy. Đồng hồ thì trên nền của nó là một cái địa cầu, mà cái bản đồ của thế giới các bác nhé. Đây, bản đồ thế giới này. Đấy, rồi vòng ngoài này thì nó có cái giờ của Việt Nam, rồi giờ của các nước khác này. Nó rất là nhiều loại giờ. Đấy, nó 2-3 vòng như này. Đấy, thì chắc chắn là những cái giờ này giờ của La Mã rồi, em không biết thế này. Đấy. Ừ, thì các bác quan tâm thì lên mã cho em con này nhé. Con này nó có kích thước của nó này, cái kích thước của nó thì được chiều cao của nó là tổng của đến chóp này nhé. Đấy, tổng đem đo tổng chóp của nó được đi 30 cm. Đấy, và chiều ngang của nó là đi 24 cm nhé các bác nhé, tổng chóp này, tổng chóp lên cái chóp này nhé. Đấy, còn là nếu mà ở đằng này thì nó chỉ được có 25 cm thôi. Đấy, còn nếu đến chóp này là 30 cm. Mặt đồng hồ của nó thì được có là đi 15 cm. Đấy, con này người ta thiết kế cho các bác là cái trụ này. Đấy, hai cái tay trụ bên này nhìn rất là ok, rất đẹp luôn các bác nhé. Đó, rất hay luôn. Đấy, chất liệu của nó bằng gỗ này. Đây nó có cái báo thức này, cái này có cả báo thức các bác nhé. Đây em sẽ báo thức cho các bác này. Chiều nó cũng có bác hỏi báo thức mà coi như em chưa lên được video nhưng... đó. Cái này không biết là phải báo thức hay là báo thức à? Báo thức hay là do hay là nhạc nhỉ? Chắc là báo thức rồi. Em thử vận chỉnh hết đi xem nó có nhạc không. Cái này chắc là báo thức. Đến giờ đấy, đến giờ nó kêu. Đấy. Lên con, hay là lên cót các bác nhá. Đấy, lên cót báo thức. Đấy. À. Mở ra. Nó đóng vào nó hết các bác nhá. À, nên mở ra nó kêu. Cái này nó có hiệu ứng các bạn, nó hiệu ứng để có cái tiếng chuông này, mở ra là có nhạc, còn đóng vào là mất các anh ấy. Đó ai dạ đấy, tên là mở ra là có này đấy, đóng vào mất này đấy, hai phết. Rồi các bác quan tâm lên mã cho em nhé, con này mã số 62, xả 62 nhé. Con này thì gửi đến các bác là con này là 800.000 nhé.
750.000 nhé bác nhé, 750. Đấy, con mã này 750 này. Đấy, 750.000 cho mã 62 nhé. Rồi lên một mã, con này là con để bàn này, con để bàn cũng bằng gỗ này. Đấy, con này thì nó ở đằng sau này nó có cái máy đằng sau này. Đấy, đằng sau này dùng quả pin chung mà có cái máy này thì nó đến giờ nó sẽ có phát nhạc như thế này. Đấy. Đấy, nó có sẽ có nhạc các bác nhá. Con này thì để em sẽ chỉnh đến giờ nó sẽ có phát nhạc như nào đấy. Đó. Đến giờ nó sẽ điểm nhạc, điểm chuông vậy nhá. Đấy. Đó. Đó. Rồi, con này thì nó có cái chiều cao của nó này. Chiều cao của nó được đi 24 cm, 23,5 cm thôi, không phải 24 đâu. Tại chiều ngang của nó là đi 33 cm. Mặt kính đồng hồ của nó được là có 13 cm, 13 cm 5. Đó các bác nhé. Con này các bác lên mã ra là mã xả số 63. Mã xả 63. Con này gửi bác là 650.000 nhá. 650. Đấy. 650k cho mã xả 63 này. Rồi đến một con này là con để bàn này. Con để bàn này dùng quả pin chung các bác nhá, một quả pin chung này. Đấy. Con này đơn giản thôi các bạn. Con này thì nó chỉ có chế độ để bàn xong là nó lúc lắc ở hai cái sừng trâu sừng bò bên này nó lúc lắc. Đấy. Đó các bác nhá. Con này thì nó cũng cái chiều cao và cái thông số của nó thì chiều cao được là đi 16 cm và chiều ngang của nó là được 25 cm. Đấy, 25 26 cm này. Đồng hồ vẫn chạy bình thường cho bác này. Đấy, vẫn chạy hoạt động bình thường cho bác nhé. Đây. Đó. Chạy bình thường cho bác nhé. Máy móc đang hoạt động bình thường. Dưới này nó có cái ố chảy nó ố cái lớp chắp cái lớp xi mạ ra này. Đấy, con này thì các bác lên mã cho em nhé. Mã này là con này là mã số bao nhiêu nhỉ, nãy là 63, giờ là mã 64. Con mã này mã 64 nhá. Đấy. Xả 64 này. Xả 64 này gửi đến các bác là 250. Con này các bác nào lấy 200.000 này, em báo cho bán cho các bác 200.000 nhá. Con mã xả 64 200k. Đấy, dùng một quả pin chung. Đó, một quả pin chung. Rồi đến một con này là con Senko này, con này cũng để bàn nhé các bác nhé. Con này thì dùng một quả pin tiểu này. Đấy, con này dùng pin tiểu các bạn, dùng pin tiểu. Đấy, lúc lắc đấy. Con này thì cũng 200.000 này, các bác nào dùng nó để về để bàn này, về làm việc hay là để trong bàn này, trong phòng học cho các cháu cũng được này. Con này là mã xả 65 nhá. Đấy. Xả 65 này, con này cũng 200k. 200k cho mã xả 65 nhé các bác nhé. Rồi con này con là gì đây, con này con Citizen này. Con Citizen này thì nó có cái này thì như là mất vỡ kính hay sao ấy. Mất kính này. Đấy, con này mất kính. Nhưng mà cái quả lắc này thì nó vẫn đang lắc bình thường. Đấy, hoạt động đồng hồ vẫn hoạt động bình thường. Đấy, con này thì nó có cái chiều cao. Chiều cao của nó là đi chiều cao của nó được 21 cm và chiều ngang của dưới đế này được 18 cm các bác nhé. Đấy, con này thì bác lên mã ra là mã này mã số 66 nhé. Mã 66 này. Xả 66 thì gửi đến bác cũng 200.000 luôn nhé. 200k. À, 200k cho mã xả 66 này. À, bác nào yêu cứ mấy cái hàng này em về là để sử dụng thì hay là cho các cháu cũng được, có 200.000 thôi, rất là rẻ bèo. Rồi tiếp lên một mã con Maruman này. Đấy, con này thì sử dụng cho các bác là một quả mấy quả pin tiểu trong này và nó sẽ dùng là máy kim chui. Đấy, có quả lắc này. Cái vỏ của nó thì vỏ nhựa nhé các bác nhé, vỏ nhựa này. Đấy, con này thì dùng cho các bác là 4 quả pin tiểu này. Đây nó có test nhạc vào đây. Đấy, test nhạc ở đây. Đó, test nhạc.
con này có chảy xước đây nhá con nhá, chảy xước này. Nói chung là hàng nhựa, cái này vỏ nhựa thôi. Đấy. Những cái này đến giờ nó thì nó sẽ có nhạc như vậy nhá. Đấy, em sẽ chỉnh cái đến giờ cho các bác để các bác biết là nó nhạc nó sẽ phát như vậy luôn. Đó. Rồi các bác quan tâm thì lên mã cho em con này này. Con này có chiều cao của nó được 46 cm và chiều ngang của nó được 28-29 cm. Đấy. Rồi các bác quan tâm lên mã cho em mã 67 nhé. Mã xả 67 này. Xả 67 gửi đến các bác là 400.000. 400.000 cho mã xả 67 các bác nhé. Đấy. Rồi các bác quan tâm lên mã cho em mã xả 67 400.000. Rồi các bác cái này nha các bác nhá, em có cái con này là con Memoric này. Đấy. Memoric. Đấy, con này nó sẽ có cách thức là mở mặt. Đồng hồ thì bây giờ chân pin thì nó hỏng hết chân pin. Đấy các bác nhá. Em lấy cái lô này về là chân pin nó hỏng này. Con này thì mở mặt như này nhé, mở tách mặt ra như này. Đó, mở tách mặt như này. Đấy, thì em có về được vài con nhưng mà chân pin nó hỏng hết như này, em không có sửa chữa được. Đấy. Thì bác nào mà có nhu cầu mà lấy dòng này về để sửa chữa hay là thay em hay là lấy phụ kiện nhá. Đấy, thì cứ liên hệ em. Đấy, mã xả nhá, con những này là dòng mã xả. Đó. Em về được nó được mấy con luôn đấy nhưng mà nó vỡ chân pin với nó bọc này, con đang còn trong bọc nhá. Đó, các bác nhìn chưa? Đấy, chân pin nó gãy nó vỡ nè, nát ra này. Đấy. Cho nên cái này em không làm, chân pin thì em không làm được, bác có thể mua về để lấy đồ này. Đấy, hay là sửa chữa nhé, thì cứ báo em. Đấy. Hàng này con này là nó mở mặt hai về hai bên. Đấy, nó mở mặt, cách thức nó mở mặt ra như này. Đây con này đang mở dở này. Đấy, đang mở dở nhé. Đấy, còn con này thì nó khép vào như này rồi. Đấy, con này nó khép vào như này. Đấy. Thì nó sẽ có cách thức là nó mở mặt ra như vậy. Con này nó tính tiền yên là nó 40.000 yên này, 40.000 yên trị giá của cái tiền của cái đồng hồ này là như vậy đấy. Mà nó bị chắc là bị cái thời điểm nó bị nước non nó vào cho nó bị hỏng hết chân pin này. Đấy. Máy móc còn nguyên luôn nhé các bác nhá. Đây tem tổng còn rất đẹp. Đấy thì các bác quan tâm lên mã ra mà xả, mã xả này là mã số 68 các bác nhá. Mã xả 68 này. Xả 68 này. Con này thì gửi đến các bác là lấy, các bác lấy máy nhá. Đấy. Em gửi đến các bác là 350. Em nhầm nhá, mã xả này là mã xả số 68 này. Con này em xả 400.000. Đấy, 400k cho một con này nhá. Đấy, còn bác nào, ví dụ bác nào lấy nhiều bây giờ lấy hết 1-2 cái, em có 2-3 cái này. Đấy, vì thì nếu mà lấy như vậy thì em sẽ bớt, còn nếu là lấy một cái thì em sẽ bán là 400.000 các bác nhá. Đấy, các bác quan tâm lên mã xả 68 400k. Rồi tiếp tục một con nữa nhá các bác nhá. Một con này là con Citizen này. Con này hiệu Citizen. Đấy, mà nó cái hình thức của nó thì nó hơi cũ. Đấy. Cái viền này nó hơi xỉn này, hơi cũ rồi. Đấy, còn con này thì nó dùng cho bác là tới 3 quả pin chung các bác nhé. Đấy, 3 quả pin chung và 1 quả pin tiểu này. 3 quả pin chung và 1 pin tiểu. Rồi. Con này em sẽ test nhạc cho các bác này. Đấy, nhạc rất to. Đấy. Hoạt động bình thường nha các bác nhé. Trụ xoay là cái quả lắc này vẫn đang bình thường này, đang hoạt động bình thường luôn. Đó là mình đang cầm nó không có được thẳng thì nó sẽ không quay, để nó sẽ không lắc. Đó. Rồi các bác quan tâm mình lên mã cho em con này này. Con này là mã xả số 60, con này được 59 cm các bác nhé. Đấy, 59 cm chiều cao và chiều ngang của nó là được đi
đường kính của con này được đi 31,5. Đó. Chất liệu của nó thì bằng nhựa nhưng mà nó đang xín này, nó kiểu như nó lâu ngày rồi nó cũ nhá. Con này bác em xả cho các bác về lấy máy hay là thanh lý các bác về làm cái gì làm. Đấy. Thì con này nó xả cho bác là cái mã này mã 69. Con mã 69 này nhá. Xả 69 này. Con này thì thanh lý cho bác là 400.000. Các bác nhá, mã xả 69 400k. Các bác nào mà lấy về làm máy là lấy máy về lấy máy hay lấy đồ này. Đấy, nhạc nhẽo hay đồ đạc nào kia vẫn ok hết nhé, không có việc gì, mỗi tội cái là nó cũ thôi. Đấy. Nắp pin cũng vẫn còn luôn. Nếu mà các bác về mà cái này mà về xử lý lại vấn đề cái nhựa này nó cũng vẫn là sạch sẽ được ngay, nhưng em không xử lý được cái này, em không có thời gian. Mã xả 69 này. Rồi lên một cái mã, con này là con đồng hồ bình thường thôi, nhưng mà nó lại mặt đằng trước này nó bằng da các bác nhé. Con này dùng một quả pin tiểu này. Đấy, quả pin tiểu này. Rồi máy chạy luôn nhé.